想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机，对你爱情最难解的谜。会不会你也和我一样在等待一句review các sản phẩm của Vinmax. Và ngày hôm nay đây, trong chuỗi các video review về máy hút nông sản, thì mình sẽ lên cho các bạn một model mới nhất và là một sản phẩm mà đang được anh em chờ đợi rất là nhiều của Vinmax, đó là máy hút nông sản cầm tay phần cáp mềm. Thì đây là toàn bộ chiếc máy. Khi mà mình lên video về máy hút nông sản cần inox thì anh em hỏi rất là nhiều về cái phần cáp mềm này để cho mọi người có thể sử dụng khi mà mình cần hút các nông sản từ trên thùng xe vào bao hay là xuống. Thì đây chính là cái sản phẩm mà anh em đang chờ. Nó tương tự giống như là loại cần inox thì cũng đều là trang bị motor 2kW. Đấy, phần đầu motor nó sẽ được thiết kế ở đây rất là nhỏ gọn, giúp cái việc cầm khi mà thao tác hút thì nó đơn giản và nó dễ rất là nhanh. Đây là bộ phận hút vào bao. Thì chúng ta sẽ để bao vào cái bộ vị trí này hoặc là để thùng, để thùng. Hoặc chúng ta có thể hút từ dưới đất lên trên xe tải. Và phần cáp ở đây thì là bằng nhựa. Nhựa này là nhựa cao cấp và rất là bền, nên là khi mà mọi người sử dụng thì mọi người hoàn toàn yên tâm về cái độ bền của sản phẩm này. Tương tự giống như là cần inox thì phần cáp mềm của chúng ta, phần ruột thì cũng là ruột xoắn, sẽ giúp khi mà máy hoạt động thì lực nó sẽ hút, nó sẽ xoay, xoay các ruột xoắn này thì là sẽ có lực hút lên, thì tất cả các nông sản sẽ được hút lên. Với việc trang bị motor 2kW thì 1 giờ máy này chúng ta có thể hút được từ 2 đến 3 tấn nông sản. Mình có thể hút được nhiều loại nông sản khác nhau, ví dụ như là lúa gạo, lúa mì, các loại bột hoặc là các cái loại cám trong chăn nuôi, cũng như là tiêu này, cà phê này. Tất cả những loại nông sản nhỏ chúng ta đều hút được ở trong chiếc máy này. Có nhiều anh em mình rất là thắc mắc là không biết là các cái loại cám viên ấy ạ, thì có sử dụng được cái chiếc máy này không, có bị vỡ không. Thì mình đảm bảo với anh em là chiếc máy này sử dụng được, sẽ không bị vỡ nhá. Hoặc là nếu mà cám của chúng ta chưa đạt đủ độ thì cái tỷ lệ vỡ của nó sẽ rất là nhỏ. Nên là khi mà mọi người cần mua một sản phẩm để hút nông sản, hút các loại cám, thì mọi người hoàn toàn yên tâm là chiếc máy này sẽ đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Những anh em nào, cô chú nào mà mình đang cần tìm máy hút nông sản cáp mềm thì mọi người hãy liên hệ ngay đến số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máymocviet.vn. Đội ngũ nhân viên nhà Vinmax luôn luôn update những sản phẩm mới nhất hoặc là những gì mà anh chị em đang tìm kiếm trên thị trường. Vinmax luôn luôn đi đầu trong các sản phẩm về nông nghiệp, về thực phẩm để giúp cho bà con anh em chúng ta sẽ giảm thiểu được cái sự nặng nhọc của sức lao động. Bây giờ là thời kỳ của máy móc rồi, nên là con người chúng ta cần phải có những cái lựa chọn thông minh để chúng ta được nghỉ ngơi, để chúng ta không phải làm việc quá nhiều mà chúng ta hãy nhờ máy móc làm việc cho chúng ta. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.